Hôm nay mình sẽ cùng vào bếp với mọi người nấu một món canh. Mình tin rằng vào mùa hè thì món này sẽ rất là hot. Đó là món canh chua cá bớp nấu theo kiểu miền Nam. Thì nguyên liệu mình có 2 lát cá bớp, có dứa, có cà chua, có đậu bắp. Mình dùng cái để tạo độ chua là dùng me. Và rau gia vị trong cái món canh này thì có mùi tàu này, có ngổ, có thì là và có hành tươi. Mình cùng nhau làm món ăn này nhé. Đầu tiên là mình sẽ xử lý cái phần cá bớp này. Đây là cá bớp. Cá bớp là một loại cá biển. Đây là nhà mình là cá biển, nó nặng từ 7 cân đến khoảng 9 cân. Mình sẽ ướp nó với một chút tiêu và một chút nước mắm. Để khoảng 10 đến 15 phút cho nó ngấm gia vị. Cá bớp nó vừa nạc này, lại vừa cái thịt của nó, mọi người có nhìn thấy những cái vân mỡ không? Rất là đẹp. Nó vừa tạo độ giòn, nó vừa tạo độ ngậy cho cái miếng cá. Cá bớp là một loại cá biển rất là nổi tiếng luôn. Trẻ con thì cực kỳ thích cái món này và nấu được rất là nhiều món ngon. Trong khi chờ cá bớp nó ngấm gia vị thì mình sẽ đi sơ chế các loại rau củ. Để đây. Dứa là mình đã rửa sạch, bỏ vỏ, bỏ mắt đi rồi. Còn bây giờ mình sẽ thái miếng nó ra. Đầu tiên là mình sẽ phi thơm một chút hành. Sau đó thì mình sẽ cho cà chua vào. Xào cho nó mềm. Khi mà cà chua đã hơi mềm một chút thì mình sẽ cho cá vào. Đây các bạn có thấy nó lạ lạ một chút ở đây không? Mình không cần phải rán qua cá. Nên là mình sẽ cho cá vào đây. Mình om cùng cà chua. Cá nó vừa không bị tanh mà lại vừa rất là săn chắc nữa, ngấm gia vị. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước sôi vào, thêm nước sôi vào. Mọi người nhớ là trong các món cá thì phải dùng nước thật là sôi nhé. Cho thêm dứa. Bây giờ mình chỉ chờ khoảng độ 5 đến 7 phút là cá sẽ chín và các cái nguyên liệu của mình nó sẽ tiết ra cái chất chua, chất ngọt ngọt, là mình đã hoàn thành một cái món ăn rất là ngon rồi. Cá đã sôi được khoảng 5 phút rồi và mùi thơm đã tỏa ra khắp gian bếp nhà mình, thì tức là cá nó đã chín. Mình sẽ nêm nếm lại lần cuối nhá. Đầu tiên là mình sẽ nêm cái độ mặn của nó xem vừa chưa này. Vừa mặn rồi. Sẽ cho đậu bắp vào trước.
Bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là thêm cái độ chua. Thì trong cái món này mình dùng me, mình cứ cho từ từ một tí một nhé. Thế mà mình cho xong rồi mình chờ nó sôi, mình nếm lại xem nó vừa chưa. Nếu mà thiếu thì mình lại cho tiếp. Cho thêm một tí nữa. Khi mà cái nồi canh của mình nó sôi lại, đậu bắp thì nó rất là nhanh chín thôi, chỉ sôi lại một tí là được. Mình sẽ cho rau thơm vào. Sôi đều là có thể tắt bếp và thưởng thức món canh rất là ngon này rồi. Mình sẽ múc canh ra bát nhá. Mình đã nấu xong rồi các bạn, chiêm ngưỡng thành quả của mình. Mình đã bày cá rất là đẹp mắt thế này rồi. Và cho thêm nước vào. Rồi. Mọi người có thấy hấp dẫn không? Cái món này nó vừa có đạt về phần màu sắc, vừa đạt về phần chất lượng, lại vừa đạt về phần nội dung nữa. Cá bớp mà ai đã ăn một lần thì sẽ rất là nhớ. Và đặc biệt là nếu mà có một cái bát canh chua cá bớp sau một ngày mùa hè oi bức mà được ăn cái món này thì mình tin rằng sẽ được gia đình rất là tán thưởng, và sẽ là một cái món ăn ghi dấu ấn trong cái bữa cơm gia đình. Nếu như các bạn còn thắc mắc gì về cái món canh chua cá bớp này thì có thể comment ở dưới để mình giải đáp nhé. Và hãy nhớ xem video tiếp theo của mình ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.